chủ đầu tư thực sự đứng sau dự án xây dựng tháp cao 88 tầng tại Vân Đồn từng thụ án tù, bị phạt vì lấn biển ra vịnh Nha Trang khi xây dựng một dự án ở địa phương này. Trong quy hoạch Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế, dự án con đường di sản Vân Đồn được coi là trọng điểm về du lịch của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là tòa tháp chữ V 88 tầng tại Vân Đồn thành biểu tượng của dự án con đường di sản là điểm đáng chú ý nhất của dự án. Được biết, ông chủ dự án tòa tháp 88 tầng là ông Nguyễn Đức Chi, người nắm giữ cổ phần nhiều nhất tại dự án tòa tháp chữ V 88 tầng. Ông Nguyễn Đức Chi sinh năm 1970, quê quán Hà Nội, có trình độ thạc sĩ kinh tế. Ông từng đảm nhiệm các vị trí Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức Tài chính Bộ Tài chính. Năm 2005, ông bị bắt giam vì tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài sản trái phép tại dự án Rusaka. Ra tù đầu năm 2010, ông đề nghị được tiếp tục thực hiện dự án Rusaka với tên gọi mới là dự án khu nghỉ dưỡng Champrana Resort and Spa. Năm 2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC. Năm 2017, ông là một trong những ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam VCG và đã đắc cử. Đầu năm 2018, dự án Champrana Resort and Spa của ông bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa điều tra về hoạt động lấn biển ảnh hưởng đến vịnh Nha Trang. Hiện giờ, ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Crystal Bay và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Realty đang triển khai hai dự án lớn là tòa tháp chữ V 88 tầng và siêu dự án Champrana Resort and Spa.